Ơi sen cẩu móc được luôn hả? À, các bạn ơi sen cẩu này là anh xoay được luôn nha. Rồi sen cẩu thấy kẹo rồi. Wow, các bạn ơi một cây kẹo mút nữa. À với một cái một cây đèn luôn. Rồi kéo đèn xuống thôi. Wow, đây thành cặp đèn cho đây các bạn ơi. Nè cái đèn nè, cái đèn này nó có đèn luôn nha, bấm vô là có đèn á. Mà từ sáng mà mình không thấy rõ. Rồi đi tiếp thôi, đi theo sen cẩu tiếp thôi. Ơi, xe cẩu gì chạy chậm dữ trời. Tới chưa? Quẹo vô. Rồi chạy thẳng lên cái kéo kia. Rồi xe cẩu chạy vô, xe cẩu ơi. Rồi đó các bạn ơi, xe cẩu chạy vô tới cái kẹo rồi nha. Rồi lượm cái kẹo, quả wow, một cái kẹo mút khổng lồ màu cam. Wow, trong đây có đồ chơi trong đây này các bạn. Chút giờ mình gỡ rồi nha. Rồi đi tiếp thôi sen cẩu ơi. Còn đâu nữa bạn Bin? Rồi đi tiếp thôi. Wow các bạn ơi, một cái kẹo mút màu đỏ nha. Rồi lượm kẹo lên bạn Bin ơi. Hay quá tơ, cái sen cẩu này hay dữ hả? Các bạn ơi sen cẩu này là nó hả? Nó chạy kiếm kẹo nha. Còn nữa không bạn Bin ơi? Còn đâu nữa không? Kia hả? Đây cái kẹo nằm đây nè các bạn ơi, một cái kẹo màu xanh. Wow. Rồi sen cẩu chạy tới chưa? Rồi sen cẩu chạy sắp tới rồi nè. Rồi sen cẩu chạy vô, sen cẩu ơi. Wow. Rồi lượm cái kẹo màu xanh thôi. Rồi đi tiếp nghe, còn đâu nữa không? Bên kia kìa bạn Bin ơi. Đây. Rồi lấy sen cẩu lên đây. Bên đây còn kẹo nè. Đi tiếp thôi. Quả wow, các bạn ơi một cái kẹo con mèo nằm đây nè. Sen cẩu ơi vô đây lấy cái kẹo nha. Quẹo quá. Rồi quẹo qua nha. Rồi vô lượm kẹo đi bạn Bin ơi. Rồi, chưa tới hả? Rồi tới chưa? Tới rồi đó. Rồi lượm kẹo nha. Đây một cái kẹo con mèo nữa nè. Đâu? Quả bên đây nữa hả? Rồi chạy qua, lấy sen cẩu chạy qua thôi bạn Bin ơi. Quẹo đâu quá. Rồi sen cẩu chạy vô. Rồi tới luôn rồi hả? Rồi các bạn, sen cẩu sắp hết pin rồi, nó chạy chậm quá. Còn pin không? Còn cục bên kia kìa, rinh đi luôn. Các bạn ơi, sen cẩu nó thấy cái gì rồi? À, một cái kẹo mút hình trái tim ở đây nè. Hay quá trời ơi. Rồi, rớt cái kẹo luôn rồi, đây. Rồi, bây giờ mình đem sen cẩu với mấy cái kẹo này giờ mình gỡ ra ăn thử nha bạn Bin. Rồi, đi về nhà thôi. Đi thôi. Và các bạn ơi, bạn Bin đi lấy sen cẩu đi săn được 3 cái kẹo mút nha. Một cái kẹo mút màu xanh, một cái kẹo mút màu cam và một cái kẹo mút màu đỏ. Đây, có 4 cái kẹo mút nhỏ luôn. 2 cái kẹo mút hình trái tim nha. Rồi, bạn Bin sẽ mở cái kẹo mút màu đỏ ra nha. Rồi, mở kẹo ra bạn Bin ơi. Wow, bên trong có cái gì vậy ta? Các bạn ơi, bây giờ bạn Bin sẽ mở cái kẹo mút này ra nghe. Con dặn á, con đừng có đập. Dặn vòng tròn á. Wow, cái gì bên trong rồi bạn Bin? Trời, quá trời kẹo mút nhỏ luôn nè các bạn ơi. Đây, trời, quá trời kẹo mút nhỏ luôn nha. Ủa, có đồ chơi không? Đây, một con khủng long. Một con khủng long màu hồng nhỏ xíu nha. À, cho các bạn xem với. Đây, một con khủng long màu hồng nhỏ xíu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái mà nào bạn Bin? À cái màu cam nha. Bạn Bin giờ mở cái kẹo mút này ra hả? Rồi bây giờ mình mở kẹo mút ra ăn thử cho con. Thôi chị mở cái kẹo mút bự trước đi. Rồi mở ra thôi bạn Bin ơi. Wow, các bạn mua các bạn ơi, cái kẹo màu cam bên trong nó màu vàng nha. Nào được cho các bạn xem với bạn Bin.
Đây nè các bạn ơi, bên trong kẹo thì nó có kẹo mút rồi có con khủng long màu gì vậy ta, khủng long màu cam đó. Rồi mở ra, mở mạnh lên nha. Rồi đập mạnh ra, đập mạnh xuống luôn. Ôi oh, wow. Ơi có đồ chơi không, có đồ chơi không, có con gì trong đó không? Ủa một con khủng long màu hồng nữa các bạn ơi, không phải màu cam nha. Rồi quá trời kẹo luôn nè. Rồi bỏ kẹo đây nghe. Rồi bỏ kẹo lên luôn. Rất kẹo rồi hả? Rồi bây giờ bạn Pin mình mở cái màu xanh này ra luôn nha. Ủa rất kẹo dưới đó rồi, lụm lên nha. Rồi bây giờ mình mở cây này ra luôn, coi có đồ chơi trong đây không nha. Rồi bỏ con khủng long con lên đó đi. Con khủng long con á, con đó đứng không được, cho nó nằm đi. Rồi đứng được rồi hả? Rồi mở cái kẹo màu xanh lá cây nè, quên, màu xanh nước biển ra nha. Wow. Ê trời ơi. Rồi các bạn, băng pin đập rớt kẹo hết rồi nè. Đây trong một cây có một cục nè. Con khủng long hả? Khủng long gì vậy? Đâu? Con màu hồng. Rồi để lên chung nha. Đây các bạn ơi, bạn Vin mở được 3 con khủng long nè. Con khủng long đâu đó, khủng long hai chân, khủng long căng cầu rùa nó nhỉ. Rồi bây giờ mình mở cây kẹo mút này ra, ăn thử một cây kẹo mút nha các bạn. Rồi mở cái kẹo mút hình trái tim nha. Rớt gì vậy? Rớt cái đèn rồi hả? Đây các bạn, cái đèn nè, bấm nút lên nó đèn là sáng lên này, buổi tối nó mới đẹp luôn, ban ngày nhìn nó không đẹp. Đây cái đèn lắc lên là có đèn liền á. Đã kìa chưa? Rồi bây giờ bọn Pin sẽ ăn thử cái kẹo mút chỉ tim các bạn, ăn ít thôi nha, liếm thôi nha, liếm một cái thôi. Ngon không? Cho bác Thành liếm cái. Ngon dữ ta. Và các bạn ơi, cái kẹo mút này ngon lắm nè. Ôi đã ghê chưa. Đây bạn Pin có 3 cây luôn nè. Nhưng mà kẹo này mình ăn ít thôi nha, ăn nhiều quá sâu răng á. Như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Rồi hẹn các bạn video lần sau nha. Pin có máy bay các bạn đi. Bye bye.